Liên tục nhiều ngày nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Công tác kiểm tra cho thấy có đến gần 50% nhà hàng và cơ sở ăn uống không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hai cơ sở được kiểm tra sáng nay là cơ sở sản xuất nước đá tinh khiết Nhà Bè và nhà hàng Hai Lúa ở quận Gò Vấp đều có nhiều vi phạm. Tại nhà hàng Hai Lúa, khu chế biến và bảo quản thực phẩm có rất nhiều ruồi. Tại cơ sở nước đá tinh khiết Nhà Bè, đoàn thanh tra phát hiện giấy kiểm nghiệm mẫu nước đã hết hạn. Ngoài ra, yêu cầu về đóng gói bao bì có ghi nhãn hàng hóa vẫn chưa được thực hiện dù đã bị nhắc nhở trước đó. Thời gian gần đây, thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra gắt gao hơn đối với các cơ sở ăn uống nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi. Theo kết quả kiểm tra ban đầu, có tới gần 50% cơ sở vi phạm. Đây là con số đáng lo ngại trong khi nhu cầu của người dân đối với loại hình dịch vụ này rất cao.